Còn đứng trong khung thành của các khu công nghiệp đó là Nguyễn Văn Hồng, đội trưởng Thế Tân, áo số 4, 52 là Thành Trung, 17 là Công Vinh và số 100 là Minh Quân. Đây đều là đội chất lượng và mạnh nhất của cả hai đội bóng tung ra trong trận chung kết năm nay. Bóng đã đi tung ra ra hết bên ngoài đường biên đàng, và đây chắc chắn sẽ là một cú phát bóng lên dành cho các đội đồng nhiệt đồng khu công nghiệp. Trận đấu vẫn đang ở thế căng thẳng, rất kịch tính khi tỷ số trên sân lúc này đang là những minh chứng sống còn cho trận đấu hôm nay. Những con số không hề biết nói dối, tỷ số đang là 2-2, đúng là đáng đều được ghi ở trong hiệp một là một hiệp đấu hết sức sôi động cũng như kịch tính và dẫn. Khung Nghiệp đã có bàn thắng vừa lên dẫn trước từ rất sớm, thế nhưng các cầu thủ Tiến đã nhanh chóng lấy được thế trận và có hai bàn thắng liên tiếp sau đó. Và trước khi Nghiệp thiếu thứ hai tiếp khép lại thì chính gương mặt xuất sắc Quang Công Vinh là người đã đưa trận đấu lại một lối trở lại với là xuất phát. Đây là một cú đá phạt ở khu vực sân nhà dành cho các cầu thủ khu công nghiệp. Đứng trước bóng giờ đang là cầu thủ mang áo số 4 Thế Tân, chắc chắn sẽ là những pha chạy bóng của Thế Tân rất điểm cơ hoa. Một pha cản phá xuất sân của thủ môn mang áo số 6 Thế Việt. Tiếp tục sẽ là một tình huống biên dành cho các cầu thủ của khu công nghiệp. Kèm người đây. Một pha của trận chung kết vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng kịch tính. Một pha bóng rất một pha bóng rất điểm tuy nhẹ nhưng khá có chiều của số 10 Công Vinh. Nhưng lại một nữa thì thủ môn Thế Việt thành công ở trong tình huống cản phá. Có thể thấy trong ít phút vừa qua các thủ thực đang là đội bóng kiểm soát tiếp cận tốt hơn, không vào thêm một cầu đã được dành cho người mang áo số 100 Minh Quân. Khu vực đang tỏ ra nguy hiểm hơn ở trong 5 phút đầu tiên của hiệp hai. Họ đang tạo ra vô số những cơ hội nguy hiểm ở trong những thứ bóng dài bóng gần, thế nhưng tỷ số trên sân vẫn đang là 2-2. Quang Vinh pha bóng này sẽ rất lâu của Quang Vinh. Quang Vinh đã lỡ nhịp bắn giờ, bóng đã lạc trôi ra khu vực đường biên. Nếu như hãng bắn tốt được trong bóng rồi thì chắc chắn như là một cú điểm sấm sét về phía không thành của thủ môn Thế Việt. Văn Khương đã nhường lại cú đá biên này dành cho người đồng đội Thế Trường.